chào cả nhà, lại tiếp tục vào thăm quan một cái không gian đỉnh cao trong Sài Gòn, thì là Quách Gia Trang của anh Quách Minh. Chào nhé. Đây thì đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Năm ngoái vào đây thì lúc đó anh Quách Minh đang sửa cái không gian chơi này. Năm nay thì chắc là xong rồi. Đó, trong này các bác ấy chơi rất đặc biệt, phong cách lạ. Quý vị có thể thấy là cái không gian rất rộng. Dành rất là nhiều diện tích cho những cái đồi cỏ. Trang trí cũng rất là đặc biệt với những cái viên đá làm cái đế với đôn, cũng khá là độc đáo. Ở đây không biết là cây gì này. Già quá mà mỗi cái hơi để hơi hoang hóa. Anh ơi à, chào em. Ở đây gặp anh rồi, vui quá. Hôm trước không quay à, dạ. Hôm trước Tết vô hoa mai rồi nó vàng rất vườn à, nhưng mà hôm đấy thì anh không có nhà mà. Dần dần chúng ta tiến vào trong không gian chính, trời rất là hay luôn, rất nhiều linh sam khu vực này. Linh sam hải châu, đây có một cái cây xanh trong này, đúng mọi người không chơi xanh mấy nên là để cái xanh nó hư hết rồi, hỏng hết dăm. Xanh nó uốn nhiều quá, nhiều dây quá. Wow, quá là phê. Yeah.
Trong vườn anh quanh mình có mấy cây dương tùng đỉnh cao. Đẹp quá. Rất đa dạng, nhiều loại cây. Và cây nào cũng rất là nghệ thuật. Đây là một trong số những cây dương tùng rất đẹp. So với thời điểm ghi hình lần trước bây giờ khác biệt rất nhiều. Thời điểm đó thì đang xây dựng nên mình còn một vài chỗ rất ngổn ngang. Chim nói chuyện hay à? Wow, cây này đẹp quá. Má mướn tiền đòn, mướn đòn nó vô nó làm mà cuối cùng mình làm luôn. Tự làm luôn anh. Chứ dịch mà nó đâu vô được. À đúng rồi, đợt anh bảo là chờ vào làm đấy. Mãi không vào làm. Bật chân nước ra chạy hả anh? Ờ, bật nước chạy cho em quay. Vâng ạ. Cha. Đây. Minh giữ nó nghe thôi anh à. À, chào. Anh Minh đi học á mà phải chạy về đó. Không mà bao nhiêu mà chạy về đó. Nghe em nói là lo. Anh Minh, thấy không? Ở ngoài đó. Rồi, ngoài đó. Đi nhà luôn.
mùa. Quá đẹp. Làm lại đây, vườn đẹp quá anh Minh ơi. Anh tự làm chúng tầm rước thành đoàn nó vô, rước đoàn nó vô đồ mà trúng dịch mẹ nó vô không được đồ mà nó bơi ra đấy. Xứng tầm anh, cuối cùng tầm mình làm luôn. Ủa cái hồi xưa lắm tới kia được lắp lại à? Hồi trước nó tới đây thôi, kia nó đào á. Ở nó đào lớn rồi. Ở lắp lại con cái bới đó là lắp lại đúng không? Cái là bới đó. Đúng. Đúng như cái đồ của em. Chơi con cũng thử ai nhỏ lắm thử. Để cũng thử. Để cũng thử. Mát luôn. Mình giống như con cái vậy đó. Nhỏ á. Chưa? Cái ông này hồi trước ổng quen đưa lên YouTube mình đang chửi thừa quá trời luôn. Né ra nghe em trai. Né ra. Chửi thừa lên bố chua khỏi. Đồ bắt chù già cùi nghe tới bây giờ tao có chung rồi không mày. Chửi thề lên còn chửi to nữa chứ. Trải nghiệm những cái không gian này quả thật là rất vui, rất đẹp, rất mãn nhãn, rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Đây, những cái mai này bây giờ nó rụng hết lá. Chào anh Bang. Wow, thật sự là quá đáng mơ ước. Ở Việt Nam của chúng ta cũng có những người yêu thiên nhiên, yêu cây như thế này, quả thật là rất đáng quý. Đã sạch đàng hoàng. Ừ. Chua không? Yeah. Mía đặc sản mà. Đại gia còn có cả mía cho mà ăn, sướng thế. Cho ngắm vườn đẹp lại còn cho mía ăn, cho cóc ăn. Đàn cá đẹp thế nhỉ. Suối nước. Nói anh Minh chơi hay thật đấy. Quá kinh điển. Không gian mơ ước của rất nhiều người. Khi mà nói đâu ai tin. Chơi chim này. Cường quá đẹp. Mình ở đây chơi tao rồi nó lên.
không? Chơi một cái xong giờ thay đổi không? Thay đổi không? Hả? Đi liền. Không? Còn tháng lại không? Chơi với liền. Ừ. Chơi với một tháng là anh lợi nhiều thứ. Mình tốn nhiều tiền lắm. Khỏi cãi. Khỏi cãi luôn. Đúng rồi, làm phải đẹp rồi tốn tiền chứ. Chơi theo mà. Cây này đẹp quá nhỉ. Cây cho anh bán rồi, 71. Dạ, xếp lại đẹp hơn được rất nhiều. Đẹp hơn nhiều. Quá đẹp. Những cái này thì không ngôn ngữ nào tả nổi. Mọi người xem cảm nhận. Đẹp quá tinh tế. Quá đỉnh anh nhỉ. Kinh điển đấy. Cây đẹp thật đấy. Vậy cái cây này tôi ông bán luôn tại 8 6 8 chưa có tiền được không? Tắt cho có tiền anh ơi. Chuyển đi. Từ từ chị lo gì, ổng chân chưa lấy tiền mà. Má này đẹp hơn rồi. Vậy lỡ thấy không? Lỡ thấy không? Rồi. Rồi ở đây Đài Loan. Nó rồi nó mang từ Đài Loan gì. Ủa 168 anh Minh. 186. 186. Tưởng 168 rồi mai cộng luôn. Chủ lấy về luôn cho mấy thằng kia mới sợ. Không phải là ý em là gì anh biết không? Em mua lại luôn cho thiên hạ biết thị trường như thế nào. Cộng đi anh cho nó vui. Tự nhiên anh thắng có tiền. Chưa cần phải trả. Chưa cần phải trả có tiền lên. Được lắm, làm không có trả đâu. Cười không à. Anh giờ ví dụ như vậy thì cũng có thì hai trong hai bên nữa cái nào cũng hay. Làm sao được? Nó nằm ở vị trí của nó mà. Nó nằm cái vị trí đông khách mà. Đúng không? Hai cây này đều ôm đá cả. Độc đáo nhỉ, thì Tùng. Tùng ôm đá là cũng đặc biệt đấy. Thank you.
vậy là tôi đã ghi hình toàn cảnh cái không gian chơi đẳng cấp, thật sự là đẳng cấp. Không gian có rất nhiều những cái bonsai tuyệt đẹp. Đoàn đi chuyến này quả thật là được thăm thú những nơi rất đỉnh cao. Chúc mừng đất nước Việt Nam của chúng ta có những người yêu thiên nhiên, yêu cây, yêu hoa và sẵn sàng đầu tư để làm những cái không gian đẹp như thế này cho tất cả chúng ta được chiêm ngưỡng. Thật sự là đáng trân trọng. Quách Gia Trang, một cái tên thật sự đáng nhớ. Đi tí đã chán rồi đấy, anh ngồi kia rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.